chào mọi người. Ở đây là bến cảng Nhà Rồng, nơi mà Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước ngày 5 tháng 6 năm 1911. Tại bến cảng Nhà Rồng. Chào mọi người. Mình đang đứng ở bến cảng Nhà Rồng, nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước năm 1911. Đây là bến cảng Nhà Rồng. Đầu kia hình như là cảng Sài Gòn thì phải. Cái xương băng thông mở lối cho tôi có cả cuộc đời, cho tôi có cả cuộc đời. Nhà hàng này là một con tàu nằm cạnh bến Nhà Rồng. Elisa, nhà hàng Elisa. Tàu Sài Gòn. Ở đây cũng là cảng Sài Gòn, cảng hành khách tàu biển.